Cô ấy là một vận động viên chạy cự ly ngắn của Thế vận hội Olympic, vóc dáng săn chắc, đường nét trên cơ thể rất quyến rũ. Cô ấy được rất nhiều người hâm mộ yêu thích, kể cả đối thủ của mình. Bạn có thể không tưởng tượng nổi một vận động viên điền kinh như cô ấy lại theo chủ nghĩa ăn chay. Một vận động viên cử tạ khác, anh ta cũng ăn chay. Kỷ lục thế giới của anh ấy có xích tạ trước ngực, nâng thùng lớn, nâng gỗ. Anh ta không ăn thịt, không ăn trứng, không uống sữa bò. Anh ấy còn nói, sau khi mình ăn chay, lực trở nên mạnh hơn, khỏe hơn, tha hồ nâng mấy cái khối lượng mà hai ba người còn không nhấc nổi, còn có thể một mình nâng bốn người. Anh ta còn lật ngược được chiếc xe hơi như trở bàn tay. Cả ông cụ 60 tuổi này cũng có thân hình rất săn chắc. Nhìn vào cứ nghĩ ông ta độ 30-40 tuổi. Ông ta hít xa đơn, luyện tập những dụng cụ nặng, tất cả đều nhờ ăn chay. Bọn họ là vận động viên, nhưng ăn chay đã giúp họ có thêm sức khỏe và cũng tạo ra năng lượng cho họ. Mấy cái ví dụ này đến từ bộ phim tài liệu Người thay đổi cuộc chơi. Quan điểm mà nó đề cập đến chính là chế độ ăn chay có thể cung cấp tất cả năng lượng bạn cần, thậm chí còn giúp bạn nhận được năng lượng vận động mạnh mẽ hơn. Người chủ trương theo thức ăn chay trong phim quá nhiều. Người đàn ông cơ bắp này cũng vậy, anh ta cả đời không ăn một miếng thịt nào. Năm ngoái anh ta còn leo núi bằng tay không và là người leo núi gan dạ nhất rất nổi trên mạng. Một bộ phim tài liệu còn có một phát hiện kinh ngạc tại Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ. Một phần mộ của ít nhất 68 bộ xương của các dũng sĩ được chôn cất. Nhà khoa học phân tích số xương này thấy lượng canxi của họ vô cùng cao, chứng minh phương pháp ăn chay trước khi chết của bọn họ rất tốt. Bọn họ chỉ sống bằng ăn rau củ quả, không hề có thịt cho các bữa ăn. Cũng có thể nói vì họ là nô lệ nên không có tiền mua thịt, mọi người chỉ ăn đậu và lúa mạch. Vậy nên từ lâu ăn chay đã giúp con người có thêm sức khỏe. Ngày nay ăn chay được nhiều vận động viên thể thao ưa chuộng. Conor McGregor là quán quân quyền Anh. Với anh ta không có thịt thì không vui, ngày nào cũng phải ăn bò bít tết, ăn tráng, ăn trưa đều ăn thịt bò hữu cơ đã được xoa bóp. Năm 2016, anh ấy gặp phải một đối thủ tên Ned Diaz, một võ sĩ ăn chay trường. Anh ấy nói, anh ấy là sư tử mà đối thủ là linh dương. 9 ngày trước khi diễn ra trận đấu, ngày nào anh cũng ăn vài miếng bò bít tết. Kết quả, Ned Diaz đã chiến thắng anh. Rất nhiều người nói ăn thịt mới có thể hấp thụ protein, nhưng bộ phim tài liệu này lại chứng tỏ điều ngược lại. Bác sĩ nói, protein thực ra là từ cây cỏ làm thức ăn cho bò. Bò, heo, vịt đều chỉ là trung gian của protein. Rất nhiều người nói ăn chay làm bạn bèo ỏi. Bởi động vật sẽ sinh ra màng ảnh hưởng trong tế bào của mạch máu, khiến cho mạch máu không thư giãn được, dẫn đến vận động trở nên kém hơn. Bộ phim tài liệu này còn mời Schwarzenegger, quan điểm của ông ấy là ăn chay giúp bạn khỏe mạnh. Vậy tại sao ăn chay lại càng khỏe mạnh? Tiếp theo chúng ta nói về chủ đề này. Lucius, 60 tuổi, có cơ bắp mà người 20 tuổi còn thấy mê. Ông ấy nói, thằng cháu trai ông cũng không có tuổi với thể năng của ông. Ông đã ăn chay gần 10 năm. Tại sao? Chỉ đơn giản là vì tốt cho sức khỏe. Tôi lúc đổi qua ăn chay, huyết áp của tôi hạ còn 110/70, nhịp tim có lúc giảm dưới 50. Thậm chí đã làm một hơi nâng tạ ấm hai tay 800 lần mà không ai làm được. Một người khác cũng đã thay đổi thói quen ăn uống của mình sau nhiều năm, từ ăn mặn đổi qua ăn chay. Có lẽ bạn sẽ không ngờ đến đâu. Chính là Arnold Schwarzenegger, 73 tuổi. 40 năm trước, ông là chàng trai cơ bắp nổi khắp thế giới. Hiện tại, ông vẫn tuyên luyện hàng ngày. Lúc trước, một ngày ông ăn từ 10 đến 15 con gà, ăn một lượng thịt lớn. Nhưng ông muốn cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Thế là thầy dinh dưỡng của ông bắt đầu cho ông ấy ăn chay dinh dưỡng. Bây giờ, mức độ cholesterol của ông giảm xuống 109, thấp nhất trong suốt cuộc đời ông. Bộ phim tài liệu Người thay đổi cuộc chơi đã cho chúng ta biết ăn thực phẩm có chứa lượng lớn protein động vật sẽ có nguy cơ mất sớm lên đến 75%. Mức độ dẫn đến nhiều loại ung thư tăng từ 400% đến 500%. Tiến sĩ dinh dưỡng Walter Willett của Đại học Harvard nói, acid base có nguồn gốc từ động vật sẽ khiến tế bào máu của chúng ta tăng lên nhanh chóng, nguy cơ ung thư sẽ trở nên cao hơn. Bạn có biết sát thủ số 1 đe dọa tính mạng nhân viên chữa cháy nước Mỹ là gì không? Không phải lửa mà là bệnh tim. 67% nhân viên chữa cháy khi ra khỏi sở bởi vì đau tim mà tử vong. Phim tài liệu đã cho một nhóm nhân viên chữa cháy làm một thử thách thay đổi cuộc đời trong 7 ngày, cho bọn họ thay đổi chế độ ăn mặn sang ăn chay. Sau 7 ngày thì hiệu quả thế nào đây? Chỉ số cholesterol bình quân của họ giảm còn 21, cân nặng trung bình giảm 6,12 pound. Ở người thay đổi cuộc chơi cũng đề cập đến chủ đề làm người ta lo lắng cực độ, đó là thuốc lá. Được nói từ nhiều năm trước, doanh nghiệp thuốc lá thường mời các vận động viên để quảng cáo cho mình, để những người khỏe mạnh có thân hình đẹp miệng ngậm thuốc lá mang đến cho người ta một cảm giác hút thuốc có lợi cho sức khỏe. Sau đó, nhiều nghiên cứu chứng minh sự nguy hại của thuốc lá, những quảng cáo này mới bị bay màu. Một ngành công nghiệp quảng cáo khác bắt đầu thay thế chúng, mời một nhóm vận động viên để họ ăn thịt.
nhìn vào thì như tốt cho sức khỏe, nhưng mấy doanh nghiệp này còn coi nhẹ, thậm chí giấu giếm một vài nghiên cứu. Những nghiên cứu này chỉ ra thực phẩm từ động vật và nhiều loại bệnh nguy hiểm có liên quan. Sau cùng, bộ phim tài liệu nêu dù là truyền thông đưa tin về những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và ăn như thế nào cho hợp lý, thế nào mới tốt đã được nhiều người hưởng ứng. Trái lại, sự phát triển của ngành công nghiệp thịt cũng tỷ lệ thuận với công nghiệp rau củ. Nhưng thịt không chỉ nguy hại đến sức khỏe con người mà cũng đang phá hủy đi trái đất. Người phụ nữ này đang làm hamburger chay, mùi vị sau khi nướng cũng giống vị thịt bò. Bên trên còn phủ một lớp phô mai, các món chay cũng đa dạng không kém. Món chính nướng bắp cải mini thêm nước sốt hương khói, rồi đến tráng miệng là bánh kem đậu phụng phô mai. Đây là một bữa chay hoàn hảo dành cho một đội bóng bầu dục. Chúng giúp các vận động viên duy trì năng lượng, sức khỏe. Bọn họ không cảm thấy thể lực suy yếu đi, thậm chí sẽ không nghĩ gì đến thịt. Bạn xem, từng món một được bưng lên nhìn rất hấp dẫn. Bộ phim tài liệu Người thay đổi cuộc chơi cho chúng ta biết con người sinh ra thì đã nên ăn thực vật. Ví dụ như hệ tiêu hóa của chúng ta dài hơn động vật là bởi vì để tiêu hóa thực vật, chúng ta thiếu hụt năng lượng hợp thành vitamin C, mà trong thực vật có chứa lượng lớn vitamin C. Chúng ta có thị giác 3 màu mà vật ăn thịt chỉ có 2. Tại sao? Bởi vì con người cần trải qua màu sắc để phân biệt trái cây. Vị tiến sĩ Học viện Đại học London này cho biết, não của con người kén chọn năng lượng, nó chỉ thu lấy được glucose, hơn nữa lại có yêu cầu kịch liệt với những thứ khác. Nhưng động vật ăn thịt có nguồn gốc đường glucose. Cách có hiệu quả nhất chắc chắn là ăn carbon hydrate. Những quan điểm này sẽ dẫn đến sự phản đối rất lớn, đặc biệt là sự phản đối từ các nhà chăn nuôi. Thứ đang tiêu diệt hết động vật trên trái đất không phải là kẻ săn bắt trộm, mà là công nghiệp thực phẩm, bởi vì bọn họ không ngừng xâm chiếm lấy các khu vực hoang dã tự nhiên. Đất nông nghiệp chiếm 3/4 trái đất được dùng để làm trại chăn nuôi gia súc. Các loại thịt, sản phẩm sữa, trứng gà, nuôi trồng thủy sản đã sử dụng tổng cộng 83% đất canh tác. Cả thế giới mỗi năm ăn hơn 70 tỷ động vật. Để trồng lương thực sẽ cần đất đai với số lượng lớn. Việc này dẫn đến các khu rừng bị phá hủy. Nên công nghiệp này cũng cần lượng lớn nước uống. 25% sông ngòi toàn cầu sẽ không chảy vào đại dương nữa, bởi vì công nghiệp thực phẩm đã sử dụng lượng lớn nước uống để sản xuất thức ăn từ động vật. Túi tiêu ngũ cốc cho gia súc ăn, một chiếc hamburger trong quá trình sản xuất, vận chuyển phải sử dụng 2.400 lít nước. Không những lãng phí mà còn gây ô nhiễm nước, chất thải của động vật trên nông trường tại Mỹ cao hơn 50 lần so với chất thải của tổng dân số, đã gây ô nhiễm sông ngòi, ao hồ và nước ngầm trên cả thế giới. Lúc trước, tôi đã nói về một bộ phim tài liệu tên Hành tinh của chúng ta. Nó chỉ ra rằng mỗi người đều có thể ra sức cứu lấy địa cầu. Một trong các cách quan trọng là thay đổi cách ăn mặn thành ăn chay. Rất nhiều người không hiểu rõ, ăn chay thì có thể thay đổi môi trường kiểu gì. Đáp án chính là ở đây. Người tiêu dùng giảm ăn thịt thì có thể giảm bớt số lượng thịt được sản xuất. Đây chính là mắt xích. Đương nhiên, bộ phim này cũng cho ta biết, ăn chay không chỉ vì nghĩ đến sự tốt đẹp cho trái đất, cũng chính là vì sức khỏe của bản thân. Tôi cũng đã nói lại quan điểm này ở phần 2. Rất nhiều người đều nói đã xem bộ phim tài liệu này, quyết định thay đổi bản thân. Tôi cũng hy vọng có thể thay đổi chính mình.